Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 34 năm sự kiện Gạc Ma, 14 tháng 3 năm 1988, 14 tháng 3 năm 2022, tại đình làng Nại Nam, quận Hải Châu, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa tại thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại bãi đá Gạc Ma. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã dâng lên nén hương thơm, bồi hồi ôn lại ký ức cách đây 34 năm. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quảng Nam Đà Nẵng có 10 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí là người Đà Nẵng, mà cơ bản là ở Hoa Cường. 64 liệt sĩ của quân chủng Hải quân hy sinh tại quần đảo Trường Sa năm 88 để thể hiện lòng quyết tâm của quân đội nói chung, hải quân nói riêng và toàn thể lực lượng vũ trang cũng như nhân dân trên bản đất thân yêu của chúng ta, quyết tâm bảo vệ từng tất đất, từng sải nước biển cả của chúng ta. Gạc Ma ơi, 34 năm, 64 liệt sĩ ngã xuống rồi còn nắm chặt tay nhau vững lời thề hóa vàng tròn bất tử, nơi các anh làm nước biển mất màu xanh, xin gửi vòng hoa đỏ đến các anh, những anh hùng hy sinh vì tổ quốc, những nỗi đau không gì đo đếm được. 64 người mẹ khóc tiễn con, tháng năm tôi nhưng lịch sử vẫn còn, các anh đứng những tượng đài bất tử, dạo biển Đông còn ngàn con sóng dữ, nhưng vẫn vững bền mãi mãi Việt Nam ơi. Những vòng hoa được thả trôi dọc theo sông Hàn để tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Bi thương xen lẫn tự hào, 64 người lính bảo vệ đảo Gạc Ma đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Máu của các anh đã lẫn vào biển xanh, xương của các anh đã thấm vào lòng đảo, và tên của các anh đã hóa thành những tượng đài bất tử về tình yêu tổ quốc.